Xin chào các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại phòng chị Nám tại Thẩm mỹ Trí Đức 27 Lê Duẩn, Hà Nội. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được trực tiếp theo dõi một buổi trị nám của khách hàng tại Thẩm mỹ Trí Đức. Vâng, và người thực hiện ca trị nám của chúng ta hôm nay đây là bác sĩ chuyên gia Michael Bayers đến từ Hoa Kỳ. Bác sĩ có rất là nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu điều trị chuyên sâu các vấn đề về da liễu như là nám, tàng nhang hay là các hắc sắc tố trên da các bạn nhé. Bác sĩ Michael Bayer cũng là thành viên của Hiệp hội Y học và Laser Hoa Kỳ, là một chuyên viên huấn luyện lâm sàng về các công nghệ laser đến từ nhà sản xuất công nghệ Redline SI mà chúng ta đang sử dụng ở đây đây ạ. Vâng, và trở lại với ca trị nám hôm nay là của một chị khách hàng tại Thẩm mỹ Trí Đức. Và theo chị chia sẻ thì chị đã bị nám khá là lâu rồi. Và các vết nám của chị phủ khá là nhiều ở trên mặt, tập trung chủ yếu ở dưới vầng mắt này và hai bên gò má rất là nhiều loang lổ các cái vết nám, thâm nám. Và bác sĩ đang đi các tia laser trên da của chị khách hàng của chúng ta. Như các bạn đã biết thì Thẩm mỹ Trí Đức sử dụng một phác đồ trị nám rất là khoa học, phác đồ chuẩn y khoa được nghiên cứu từ các bác sĩ da liễu đầu ngành, kết hợp song song ứng dụng với cả công nghệ Redline SI đến từ Hoa Kỳ. Và với tùy từng mức độ trị mức độ nám hay là tùy từng vùng nám đậm nhạt khác nhau ấy, mà các bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ riêng cho từng trường hợp. Cùng với phác đồ ưu việt kết hợp song song ứng dụng như vậy thì sẽ giúp tăng tỷ lệ trị nám thành công của mình tối đa các bạn nhé. Các bạn có thể xem đây là các tia laser đây, với các bước sóng này sẽ hấp thu các cái hắc sắc tố melanin ở trên da của chúng ta, tác động sâu vào từng chân nám, phát hiện các cái đốm nâu chân nám và từ đấy là rung lắc rồi tiêu biến các cái gốc chân nám đi, nhưng mà không hề gây ảnh hưởng đến các cái lớp da xung quanh cũng như là không gây bỏng rát, bong chóc. Và các bạn thấy đấy, khách hàng của chúng ta đây không hề có khó chịu hay là đau đớn gì cả, làm trị nám rất là thoải mái, thư giãn các bạn nhé. Vâng, và xin phép không làm phiền tới bác sĩ cũng như là chị khách hàng để bác sĩ có thể tiếp tục thực hiện buổi trị nám. Và bạn nào có nhu cầu về trị nám hay là có bất cứ thắc mắc gì thì có thể liên hệ tới Thẩm mỹ Trí Đức qua hotline là 0987816565. Và xin phép kết thúc buổi livestream tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.